Sự thật về ma. Một, Paper Aniston, nhà ma học về đại nghỉ dị. Trên đời này, liệu có ma hay không? Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy xem có sự thật dưới đây nhé. Biết đâu, chúng ta sẽ làm bạn nhận ra xung quanh, không chỉ có một mình bạn. Khi bạn nói về bất kỳ nhà khoa học nào rằng ma quỷ là những điều có thật, họ sẽ không ngần ngại mà cười vào mặt bạn. Nhưng không phải với Einstein. Ông đã đưa ra những giả thuyết có thể nói là nền tảng cho hiện tượng siêu nhiên bí ẩn này. Như bạn đã biết, cơ thể chúng ta mang theo một năng lượng. Năng lượng này không hề tự sinh ra hay tự mất đi, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy, chuyện gì xảy ra với khối năng lượng đó khi chúng ta chết đi? Rất có thể nó sẽ trở thành trạng thái linh hồn. 2. Ma thường xuất hiện khi nào? Trong bất kỳ một bộ phim kinh dị nào, ma quỷ chỉ thường xuất hiện vào buổi tối. Tại sao hiện tượng này được giải thích rất đơn giản? Vào ban đêm, hầu hết các thiết bị điện, điện tử đều đã được ngắt kết nối. Điều này đồng nghĩa với việc những tín hiệu, những loại sóng điện tử không còn ngăn cản sự xuất hiện của những linh hồn nữa. Vì thế, không là gì khi bóng đêm là nỗi sợ kinh hoàng của con người. Nhưng điều này không có nghĩa là ban ngày không có ma mà nhé. Giờ thì bạn đã biết sự thật thứ hai trong top 10 sự thật đáng sợ về ma quỷ. Có thể bạn chưa biết rồi đấy. 3. Ma quỷ có hình dạng như thế nào? Không ít những thức phim tài liệu hay hình ảnh đáng sợ mà người ta vô tình chụp lại được cho là có ma. Vậy ma ở hình dạng nào? Câu trả lời là vô định. Họ có thể là một hình bóng người màu trắng hay đen bất chợt lướt qua bạn. Cũng có thể là một hình dạng lờ mờ, ẩn thấp hiện trong sương mù. Có khi họ lại không hiện hữu, mà chỉ gây ra một tiếng động bất thường khiến bạn thót tim. Cũng có trường hợp ma quỷ hiện hình nguyên hình người rất rõ rệt, nhưng hiện tượng đó chỉ là hư ảo. 4. Ma đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập cổ đại luôn tin rằng sau khi chết, con người sẽ trở thành linh hồn và sống một cuộc sống khác. Đó chỉ đơn giản là một dạng báo kiếp của con người. 5. Ma quỷ vì thu hút bởi mùi hương. Đừng đến nơi bạn tỏa ra mùi hương quá thơm hoặc quá hôi thối. Nếu bạn không muốn rước lấy những hồn ma đến nhà mình, điều này được giải thích rằng ma quỷ có khứu giác rất nhạy và thường thích ở lại những nơi có mùi nặng. Điều này cũng từng được nhắc đến trong một bộ phim kinh dị nổi tiếng, The Conjuring. 4. Tên của người đã khuất. Hãy cẩn thận, đừng nhắc tên của người đã khuất quá thường xuyên, vì khi đó, linh hồn người chết sẽ lưu luyến mãi, không thể rời khỏi thế gian này. Vào nước xây một cuộc trận nhỏ. Khi mình còn bé, lúc đi ra nghĩa trang thăm mộ ông bà thì bất chợt một tấm bia mộ có hình một cô bé đập vào mắt mình. Không nhớ tên cô bé đó là gì nữa, nhưng mà cái tên đó cứ ở trong đầu mình mãi, không thể nào dứt nó được. Tối về, mình nằm mơ thấy cô bé đó tay cầm một bông hoa, mặc chiếc váy màu vàng, đứng bên cạnh mình không nói gì. Từ đó, chả dám đọc tên người đã khuất khắp chiếc bia mộ nữa. 7. Ma quỷ thích đi theo phụ nữ. Theo một nghiên cứu nhỏ, 8 trên 10 người bị ma ám đều là phụ nữ. Các chuyên gia không thể giải thích được tại sao phụ nữ lại có sức hút với ma quỷ hơn người đàn ông. Ở Việt Nam, cũng có rất nhiều trường hợp ở nơi âm thịnh, dương suy, nghĩa là phụ nữ nhiều hơn đàn ông, thường có ma nhiều hơn. Ma quỷ và mối quan hệ với mèo. Số 8. Bạn vẫn nghĩ mèo của bạn sẽ lôi kéo những linh hồn về nhà. Không, sự thật hoàn toàn ngược lại. Mèo có một mối gắn kết với thế giới tâm linh mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Thật ngạc nhiên thay, chúng chính là người bạn
đã đuổi mọi linh hồn ma quỷ xung quanh đi đấy. 9. Những giấc mơ bạn đã từng nghĩ rằng khi gặp điều lạ thường chỉ cần đi ngủ là xong, nhưng hãy cẩn thận, ma quỷ hoàn toàn có thể giao tiếp với chúng ta bằng cách xâm nhập vào giấc mơ. Họ dùng những suy nghĩ ở cấp bậc siêu nhiên để có thể tiếp xúc với con người khi ngủ. 10. Ký ức của những linh hồn. Tại sao ma quỷ lại thích bất thường lưu lại nơi họ đã ra đi? Sau khi chết, những linh hồn vẫn giữ lại được ký ức và cảm xúc lúc còn ở thế gian. Vì thế, họ thường làm lại các hành động họ hay làm khi còn sống. Điều đó giải thích tại sao những địa điểm có nhiều người chết lại bị ám nặng đến nổi tiếng như thế. Trên đây là top 10 sự thật đáng sợ về ma quỷ. Có thể bạn chưa biết, nếu bạn vẫn còn thấy sợ thì cũng đúng thôi. Tiếng đàn anh đang sầu thương tương lặng mình trong chiều hoàng hôn. Tàn tỏa đàn ca. Mấy người đàn ta nghe từng ca.